Quý vị và các bạn đang đến với những câu chuyện liên quan đến bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian vừa qua. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Có thể nói là bóng đá Việt Nam đang trải qua một quãng thời gian không mấy êm ả. Ở các giải đấu vô địch quốc gia trong nước thì vấn nạn trọng tài đang gây nhức nhối. U23 Việt Nam thì với lực lượng là các cầu thủ đội tuyển U22 thi đấu không thành công và gây thất vọng ở giải tiền SEA Games 32 với thất bại rằng nằm ở vị trí thứ 9 trên 10 đội ở U23 Doha Cup 2023. Trong khi đó thì ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài lại cùng chung tình cảnh. Quang Ngải thì tiếp tục bị gạt ra rìa ở Pháp ở vòng 30 của Ligue 2 khi Pau FC tiếp đón câu lạc bộ Metz trên sân nhà. Thì huấn luyện viên Daniel Tolot lại gạch tên tiền vệ của chúng ta khỏi đội hình đăng ký thi đấu. Đây là lần thứ 8 ở mùa giải này Quang Ngải bị cho ra rìa. Anh đã trải qua hơn 6 tuần không ra sân ở bất kỳ một phút nào. Tiền vệ sinh năm 1997 mới chỉ đá 254 phút sau 30 vòng đấu tại Ligue 2. Hiện tại thì người đại diện của Quang Ngải đang bàn về tương lai của tiền vệ này ở câu lạc bộ Pau. Và đội bóng nước Pháp hiện tại thì đang đứng ở vị trí thứ 14 với 34 điểm, hơn nhóm xuống hạng chỉ vòn vẹn 2 điểm. Với trường hợp của Công Phượng, tiền đạo này thì càng ảm đạm hơn tại Yokohama FC. Ở vòng bài J-League 1, Yokohama FC đến làm khách trên sân của Yokohama F Marino. Huấn luyện viên Yuji Yomoda lại tiếp tục không điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu. Như vậy là cả bài trận ở mùa giải này, Công Phượng của chúng ta đều sóng vài khán giả. Mục tiêu ra sân 25 trận trên một năm của tiền vệ xứ Nghệ chỉ còn là lý thuyết. Yokohama FC thảm bại 0-5 và chôn chân ở cuối bảng xếp hạng ở giải vô địch quốc gia nước Nhật với chỉ vòn vẹn 2 điểm. Bên cạnh đó thì trường hợp của Nguyễn Văn Toàn tại vòng 6 ở giải hạng 2 của Hàn Quốk, Seoul Eleven tiếp đón câu lạc bộ Anan Granis. Lần đầu tiên thì Văn Toàn không được ra sân thi đấu, anh cũng không được đăng ký thi đấu vì chấn thương. Đội bóng của tiền đạo này giành thắng lợi đến 4-1 trước đối thủ. Đây là chiến thắng đầu tiên của Seoul Eleven ở mùa giải năm nay. Họ đã có được 4 điểm sau 5 trận, tạm đứng ở vị trí thứ 10. Câu chuyện của Công Phượng, Quang Hải đơn thuần là lý do về chuyên môn. Còn đối với Văn Toàn, tiền đạo này sẽ vắng mặt ít nhất 4 tuần vì chấn thương. Tình cảnh hiện tại của những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở xứ người đang khiến cho người hâm mộ lo lắng. Điều này có thể ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia của chúng ta trong tương lai, khi mà Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn hứa hẹn sẽ là trụ cột dưới thời của huấn luyện viên Philippe Troisier. Đây là những tín hiệu không mấy tích cực liên quan đến tân huấn luyện viên trưởng Philippe Troisier tới đây. Sau tất cả, chúng tôi đã cập nhật đến với toàn thể quý vị và các bạn một cái nhìn tổng quan liên quan đến bóng đá Việt Nam trong nước cũng như là các tuyển thủ của chúng ta thi đấu tại nước ngoài. Quý vị có những suy nghĩ gì về những gì mà chúng tôi đã nêu ở trên? Hãy comment để chúng ta cùng nhau bình luận, cùng nhau đàm đạo về bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian tới đây. Hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ channel của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!